anh chị em đã quay lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Hôm nay em sẽ test một em âm ly mang thương hiệu Sunsui và có model là Alpha 607LXJA nhé, cho một anh khách ở dưới Hải Hậu, Lâm Định. Anh đã đặt hàng cho em trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì em có thời gian em test thì em chuyển cho anh. Đây là tổng thể góc cạnh nhé. Anh em cùng xem và anh trai xem và nhận hàng giúp em. Đây, góc cạnh máy rất là đẹp này. Đây, mặt gương bóng nhé. Về thì anh chị em có thể sử dụng được ngay, em đã vệ sinh rồi. Đây là tính năng ba lăng này, một loa này, loa tiếp theo này. Đây, tính năng tôn và lau lớt. Rất nhiều các cái cổng kết nối. Sản phẩm này thì bên em vẫn đang sẵn hàng nhé. Anh chị em nào quan tâm thì có thể nhanh tay liên hệ đặt hàng giúp em theo số điện thoại là 0981 956 486. Em này thì gì? Công suất rất là lớn, sử dụng được hai cầu loa AV này. Rất nhiều các cái cổng kết nối đầu vào. Một lần nữa em xin cảm ơn anh khách ở dưới Hải Hậu, Nam Định đã ủng hộ shop.